Chào mừng anh em đã quay trở lại với MG Gaming. Sau video top 5 súc vật ở trên top lane, hôm nay tôi sẽ lên tiếp cho anh em video top 5 con súc vật support chuyên KF mạng của ADC. Phần này sẽ dựa trên dữ liệu của League of Craft và xếp hạng luôn, bởi vì tôi cũng là nạn nhân của những con súc vật chuyên đi ké mạng này. Trước khi vào danh sách thì xin phép được loại Pyke ra nhá. Vì cho dù nó có KF của anh em bao nhiêu mạng đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có lợi từ nội tại chiều cuối của hắn. Giải thích đơn giản là khi Pyke kết liễu kẻ địch, hắn sẽ cộng thêm vàng cho đồng minh hỗ trợ, nên về cơ bản chúng ta không hề bị thiệt gì hết. Còn giờ thì trở lại video nào. Top 5, Lux. Mở bát cho danh sách ngày hôm nay là con cưng của Riot, Lux, với tỷ lệ KS trung bình là 4.3 mạng trên mỗi ván đấu. Xương xương cũng là 1.200 vàng, chưa tính các mạng shutdown. Tính sơ qua cũng đủ khiến cho các AD thọt ít nhất một bó tên ánh sáng rồi đó. Sở hữu bộ chiêu thức có thể tiện bất kỳ con tướng máu giấy nào lên bảng điểm số. Con cưng Riot hoàn toàn xứng đáng trong danh sách này. Lux support chơi rất dễ, cũng là vị tướng hỗ trợ đẩy đường rất mạnh, một con quái vật trong giao tranh tổng và có rất nhiều tính đa dụng đối với một hỗ trợ cấu rỉa. Nhưng nhiều khi trong giai đoạn đầu, thay vì làm tròn bổn phận là một support chuyên đi kiểm soát bảo kê AD, con súc vật này lại thường nâng chiêu E, quả cầu ánh sáng đầu tiên để cấu rỉa. Tất nhiên, cấu rỉa không có gì sai, nhưng mà rỉa kiểu gì mà lụm luôn cả đàn lính của AD, hay có lúc hốt luôn con xe thì tôi cũng lạy mấy thánh này. Khi sang level 2, anh em nghĩ sẽ có bao nhiêu con Lux chơi support nâng W trước để buff khiên cho anh em, giữa chúng ta an toàn cũng như tăng khả năng sinh tồn cho cả hai? Tất nhiên là không có ai rồi. Bởi vì có thằng nào đủ tử tế mà bỏ qua cơ hội dồn combo QE quốc dân rồi sẵn sàng KS luôn vài cái mạng cơ chứ. Thậm chí có nhiều đứa khốn nạn đến nỗi cầm Lux support mà không thể lên cả chiều buff khiên W, dồn hết điểm kỹ năng vào Q và E để tăng sát thương và cũng như để KS mạng của chúng ta. Và khi có được chiều cuối, Lux không chỉ còn KS ở đường dưới nữa, mà địa bàn ăn ké của cô em gái này sẽ mở ra khắp bản đồ. Tất nhiên, hàng rồng và hàng Baron cũng không phải ngoại lệ. Với chiều cuối diện rộng và lượng sát thương cao, nếu con súc vật này còn đem theo bảng thu thập hắc ám ở đầu game thì anh em cứ xác định không có cái mạng nào mà con Lux này không hit ké đâu. Tôi nghĩ anh em cũng ăn ngủ với Liên Minh đủ lâu để biết không có một con Lux support nào mà bỏ qua cơ hội dồn cả combo one shot vào đầu đối thủ khi mà nó chó trúng được kẻ địch đâu. Lux không KS không phải vì Lux không muốn KS, và vì ulti vẫn chưa hồi mà thôi. Khốn nạn nhất là lúc nó bỏ cả AD một mình, chỉ đi chụp hình mấy cái mạng mà chưa chắc đã bắn chúng. Nhưng cũng không thể trách Lux hoàn toàn, bởi vì ngay từ đầu nó vốn là một pháp sư đường giữa với khả năng dồn sát thương cao. Nhưng đáng trách nhất ở đây là những đứa không bảo kê AD mà còn canh cho kẻ địch còn ít máu để rồi ăn ké. Top 4, Senna. Vị tướng tiếp theo này cũng là một con cưng khác của Riot khi cô có đến 2 trang phục huyền thoại và 2 trang phục hàng hiệu, một con số mà chắc hẳn rất nhiều vị tướng khác sẽ phải tủi thân. Tuy nhiên, người tủi thân nhất chắc chắn là các AD, khi con súc vật này cũng ăn ké mạng không kém gì con gái rượu của Riot ở trên. Sở hữu tỷ lệ KS trung bình là 4.4 mỗi ván đấu, Senna đã leo lên đầu Lux, ngồi ở vị trí top 4. Sở hữu khả năng tăng tầm đánh vô tận từ nội tại, Q bóng tối xuyên thấu để gây sát thương và hồi máu, W răng buộc để khống chế, E lời nguyền xương đen để tăng tốc, và R hắc ám soi rọi để KS phạm vi toàn bản đồ. Việc Senna dễ dàng ké vài mạng của AD hay vài chục mạng là chuyện quá dễ hiểu. Tôi còn chưa nói đến ông xấu số bị con súc vật này thay luôn vị trí AD trong team đâu nha, cướp luôn cái chức danh sát thương chủ lực cơ mà. Vừa tranh cả mạng đã đành, đây còn tranh luôn cả lính, éo hiểu kiểu gì. Ở giai đoạn đầu trận, sau khi anh em còn loay hoay lát hit mấy con lính thì Senna đã vác khẩu đại bác bắn nát đầu kẻ địch để tích nội tại rồi. Chưa kể đến việc con súc vật này thường dùng Q để cấu rỉa nhiều hơn là hồi máu cho anh em. Tầm đánh xa cộng với sát thương đầu ra ổn, Senna chiếm ưu thế rất lớn nếu bên team kẻ địch có những con tướng kém cơ động như Braum, Lulu hay Ashe. Lúc này thì anh em khỏi cần chờ đợi một cái bắp Q từ Senna nữa, vì nó cũng chẳng thèm bắp cho chúng ta đâu. Thậm chí mấy cái chiêu W khống chế hay E tăng tốc độ vào lúc này chỉ cho con súc vật kia KS dễ hơn thôi, chứ không có tác dụng hỗ trợ cho anh em nhiều. Và sau khi Senna có cho mình chiêu cuối, support của anh em đã mở khóa được kỹ năng KS toàn bản đồ, ý tưởng là bắp khiên và gây sát thương lên kẻ địch trên phạm vi toàn bản đồ. Nhưng em nghĩ Senna team mình sẽ tốt bụng bắp khiên ở chúng ta sao? Không, đó dùng R để KS mạng ở những lane khác. Nhưng khi top solo yếu máu chuẩn bị ăn mạng thì đùng một cái một vệt sáng xét qua cướp luôn công sức làm mềm máu của thằng top nãy giờ. Nếu được như thế thì nó không có mặt trong danh sách này rồi. Với dàn trang bị late game gồm Nguyệt Đao, Đại Bác Liên Thanh và Nỏ Thần Dominic, Senna không để dành chiêu cuối để KS thì quá là uổng. Và từ lúc này anh em hãy tạm biệt một con Senna bắp máu đi, vì bây giờ thứ duy nhất mà nó bắp là số mạng nó KS được. Đặc biệt với nội tại tích vô tận, không khó để Senna vượt qua cả AD khi đã full đồ. Tôi còn đang nghĩ có khi con Senna nó full đồ trước cả AD nữa cơ, vì nó farm mạng thay farm lính mà. Anh em muốn nhìn thấy AD team mình cay vì bị KS ư? Hãy pick Senna. Top 3, Teemo. Còn gì tệ hơn việc chúng ta đang thấp máu và đạp phải bãi cứt của Teemo cơ chứ? Tôi nghĩ đây chính là lý do lớn nhất mà con trồn này trở thành kẻ thù của nhân loại đấy. Anh em cũng đã quen với hình ảnh những con súc vật Teemo trên top rồi. Vậy thì các ông đã thấy con Teemo support chuyên giải nấm này KS chưa?
Thậm chí nó có tỷ lệ KS trung bình lên tới 4.5 mạng mỗi ván cơ, cao hơn cả Luck và Senna. Tôi không nói việc đem Teemo đi support là sai, vì nó gây ra hàng tấn sát thương tâm lý cực mạnh lên đối thủ, khiến cho AD team địch bị mù, farm hụt xe, là counter cứng của những con support hồi máu như Soraka hay Nami. Đặc biệt là kỹ năng giải nấm, vừa để kiểm soát bản đồ, vừa để KS. Quá tuyệt vời mà còn hỗ trợ, tất nhiên là trừ với KS rồi. Teemo nổi tiếng là một con tướng off meta và thường dùng để troll nhiều hơn là combat thực chiến trong quá khứ. Nhưng ở trong giai đoạn hiện tại, Teemo đang được trọng dụng hơn rất nhiều, chủ yếu nhờ khả năng cấu rỉa máu cực kỳ tốt, counter lại meta tank đang hoành hành tại Summer Rift. Ở đầu game, anh em sẽ thường thấy con troll này, một là lên Q để quấy rối, hai lên E để cấu máu, nhưng vẫn sẽ làm khá tốt vai trò hỗ trợ cấu rỉa của mình. Và rồi, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ khi Teemo lên level 6. Con súc vật này sẽ hiện nguyên hình là một con tướng KS khốn nạn nhất nhì trong game. Nó sẵn sàng bỏ mặc AD tự sinh tự diệt một mình và bắt đầu đi giải nấm khắp bản đồ để KS. Đến giai đoạn giữa game, sau khi đã giải ra một lượng nấm lớn, con Teemo chỉ cần chờ đợi KS mạng mà anh em đã bỏ công bao máu, chả cần phải tốn bất kỳ công sức nào, hay phải cân não solo 1v1 mà cứ chiêu chiêu chạy quanh map, lâu lâu lại được chuyển khoản cho 300 vàng. Chưa tính đến việc nó còn không có bất kỳ khả năng hồi máu hay bóc khiên cho anh em, thế là cứ việc all in tất cả trang bị thuần sức mạnh phép thuật thôi, càng làm tăng thêm khả năng KS ở con đĩ này. Vào cuối game, khi con súc vật Teemo đủ trang bị thì nó còn KS ác hơn nữa, bởi vì số lượng nấm tích trữ lại tăng lên, kèm theo sát thương mỗi lần đa phải cũng tăng mạnh. Nên nếu anh em không dứt điểm được kẻ địch thì con súc vật này sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tranh mạng với anh em đấy. Top 2, Serat. Ngạo nghễ với trung bình 4.8 mạng mỗi ván, là con tướng hỗ trợ pháp sư chuyên đi cấu rỉa từ xa. Chỉ cần một xíu chính xác và trang bị thì Serat dư sức rỉa luôn cái mạng của đối phương trong vòng một nốt nhạc. Một trong tướng cấu rỉa tốt nhất trong game, có bộ kỹ năng gây sát thương cực xa, khả năng dồn sát thương lớn. Tuy nhiên cũng là một trong con tướng khó chơi nhất khi cả 4 chiêu đều kỹ năng định hướng và kém cơ động. Cũng như nhiều tướng cấu rỉa khác, để Serat phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, hắn cũng cần những món đồ phép thuật chủ lực như vọng âm Luden, ngọn lửa hắc hóa và mũ phù thủy. Những món có vẻ khá đắt đỏ, nhưng em tin tôi đi, không có game thủ nào cầm Serat support mà ăn chay cả. Sở hữu lợi thế chiêu thức tấn công từ xa, Serat dễ dàng KS mạng không chỉ của AD mà của bất kỳ lane nào khác. Nên việc không farm lính mà vẫn có được trang bị trên 3.000 vàng chỉ là vấn đề thời gian. Serat rất mạnh khi có những kèo combat với những tướng tay ngắn và kém cơ động. Tận dụng được ưu điểm này nên ở level 1, Serat sẽ thường farm Q để cấu rỉa liên tục từ xa. Nhưng cũng chẳng khác con Luck là bao, khi nó cũng ít nhiều rỉa luôn cả một lượng lớn lính của anh em. Đến giai đoạn giữa game, Serat mới thể hiện ra khả năng KS của mình, khi các kỹ năng vốn đã xa nay còn gây ra rất nhiều sát thương. Đặc biệt là chiêu cuối, một trong kỹ năng làm nên con số KS 4.8 mạng mỗi game. Mục tiêu duy nhất lúc này của Serat là spam thật nhiều skill để dồn đam vào kẻ địch, vừa để cấu rỉa cũng như để kiếm vài cái mạng mà anh em chưa kịp dứt điểm. Và cuối game cũng không khó để bắt gặp những cái quy bay nửa cây máu của AD team địch đâu. Nên việc KS mạng con súc vật Serat này chả khác nào đi farm lính. Vì vậy không khó hiểu khi Serat, ý tôi là Serat, đứng thứ 2 trong danh sách này. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với top 1 của server trong danh sách ngày hôm nay, không ai khác chính là Brand. Đúng là không hổ danh là đệ tử của Ryan, hắn lụm luôn trung bình 5 cái mạng mỗi trận đấu. Brand là một con tướng pháp sư hỗ trợ cấu rỉa, gây ra rất nhiều sát thương, nhiều lúc còn là người gây ra đam nhiều nhất trong team. Hắn là một trong tướng chuyên khắc chế cứng của những con tướng tanh nhiều máu, phối hợp rất tốt trong giao tranh tổng và luôn giữ vững phong độ bất kể ở giai đoạn nào của trận. Tất nhiên, đánh đổi với lượng sát thương khổng lồ, đó là yêu cầu về combo cũng như định hướng kỹ năng chính xác bằng việc sử dụng combo EQW với E bùng cháy để gắn nội tạng lên đầu kẻ địch, Q vệt lửa để làm choáng và cuối cùng là W cột lửa để dồn sát thương. Đây chắc chắn là combo hủy diệt bất kỳ con tướng nào. Ngoài ra, chiêu thức này còn tăng thêm 25% sát thương nếu kẻ địch đang có bùa hại bỏng ở trên người. Cho nhiều anh em chưa biết, bùa hại bỏng khiến kẻ địch bị đốt máu theo thời gian và sát thương gây ra cũng phụ thuộc theo lượng máu tối đa của chính kẻ địch đó. Đây đúng là cơn ác mộng của hầu hết những con tướng tanh như Leona, Braum hay Nautilus. Do sở hữu bộ chiêu cùng nội tại gây sát thương theo thời gian, anh em sẽ thường thấy Brand lên mặt nạ thống khổ và mũ trụ nguyền rủa để đốt máu cũng như KS dễ hơn. Sau khi chúng ta trao đổi chiêu thức muốn hết cây máu và chuẩn bị dứt điểm luôn đối thủ thì con súc vật Brand sẽ lại bồi thêm quả W, cướp luôn cái mạng vốn đã thuộc về chúng ta. Ngoài ra, chiêu cuối của Brand trong giao tranh tổng cũng là một trong những công cụ để nó KS luôn cả 5 mạng thay vì 1. Đúng là súc vật KS top 1 mà. Vào cuối game thì nó sẽ spam combo liên tục, tranh luôn cả lính nếu đang thiếu đồ. Tất cả chỉ vì mục đích là KS càng nhiều mạng càng tốt. Với bộ kỹ năng đốt máu và gây sát thương lớn liên tục, Brand sẽ vượt lên Serat, trở thành con súc vật support KS nhiều mạng nhất trong game Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài danh sách trên thì còn một cái tên khác cũng xứng đáng được vinh danh trong bảng vàng này mà tôi cũng muốn nhắc đến, chính là đứng Yasuo support 15FF. Tuy không phải là con tướng có tỷ lệ KS cao nhất, nhưng nhắc đến súc vật support thì sao thể thiếu con quốc tướng này được. Với việc support thường đóng vai trò hồi máu, chống chịu, mở combat hay cấu rỉa thì con Yasuo support chẳng có tích sự gì trong những thứ mà tôi vừa mới liệt kê. Thế nhưng vẫn có nhiều thằng cố biện minh cho sự cố chấp của chúng nó rằng Yasuo có tường gió chặn sát thương, có lướt cơ động và hất tung để khống chế, nên làm support quá hợp lý còn gì nữa.
hợp cái con cặc. Quay lại người yêu cũ tôi thấy hợp lý hơn ấy. Đặc biệt là nếu thiếu vàng ở vị trí hỗ trợ sẽ càng khiến đấng trở nên vô dụng hơn, khi mỗi cú Hasagi chả khác gì mỗi chiếc inox. Bật chăn chối thì như tự bóp rái đâm đầu vào chỗ chết khi chả kết liễu được cái mạng nào. Thứ duy nhất có lẽ Yasuo làm được là bật tường gió để bảo kê cho AD. Nhưng mà thời gian hồi chiêu là 25 giây ở level 1 và 17 giây khi nâng mắc thì thôi, xin các ông cất dùm tôi con Yasuo vào trong tủ với. Đừng có picklock xong lại 15 phút GG thì nhục lắm. Và đó là tổng hợp toàn bộ tướng hỗ trợ vô cùng xúc vật. Anh em đồng tình với bảng xếp hạng này của tôi không? Liệu còn có con tướng nữa không nhỉ? Nếu có nhớ comment phía dưới tôi biết nha. Và quên bấm like và subscribe không bỏ lỡ bất kỳ video nào kênh ra trong tương lai nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.